Nói về nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam, trong những năm qua chúng ta đã có nhiều bước tiến vượt bậc, không chỉ nâng cấp những hệ thống vũ khí sẵn có, Việt Nam còn làm chủ công nghệ nền và tự sản xuất một số nhóm vũ khí theo nhu cầu của quân đội ta. Trong đó, có nhiều hàng hot đã được đưa vào biên chế phục vụ cho công cuộc gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc. Sắp tới đây, quân đội ta sẽ đón thêm một món hàng nóng như vậy nữa, đó là xe chiến đấu bộ binh do Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo. Đây sẽ là đợt sản xuất số lượng lớn đầu tiên của loại vũ khí mới này, nhằm trang bị cho lực lượng bộ binh. Vậy cụ thể sức mạnh của loại vũ khí này tới đâu và Việt Nam dự định sẽ sản xuất bao nhiêu chiếc? Chúng ta sẽ cùng trả lời tất cả những câu hỏi này trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Theo tạp chí Công nghệ Quốc phòng và Kinh tế đưa tin vừa qua, Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 của Cụm thi đua các đơn vị đóng tàu đã được tổ chức tại nhà máy Z173. Tại đây, một thông tin đáng chú ý đã được tiết lộ. Theo đó, tại hội nghị, Đại tá Trần Thế Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà đã phát biểu rằng, năm 2024, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được các đơn vị trong cụm thi đua Tổng công ty Ba Son, Tổng công ty Song Thu, Nhà máy Z173, Nhà máy Z189 triển khai sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, các đơn vị đã tích cực triển khai đóng mới, sửa chữa tàu và xe quân sự, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, Tổng công ty Ba Son đã đóng mới và sửa chữa 30 tàu, Tổng công ty Song Thu đóng mới và sửa chữa 46 tàu, Nhà máy Z173 đóng mới và sửa chữa 31 tàu, Nhà máy Z189 đóng mới và sửa chữa 10 tàu, chế tạo 18 xe XCB01. Danh sách thi đua khen thưởng khá dài, nhưng đập ngay vào mắt chúng ta là dòng chữ chế tạo 18 xe XCB01. Vâng, có lẽ không cần phải giấu giếm truyền thông nữa. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chính thức xác nhận Việt Nam đã cho ra lò 18 xe chiến đấu bộ binh XCB01 trong đợt sản xuất đầu tiên tại nhà máy Z189. 18 chiếc thì cứ tưởng là nhiều, nhưng thực ra nó không đủ trang bị cho một tiểu đoàn bộ binh của Việt Nam. Tuy nhiên, đây là loại vũ khí hoàn toàn mới. Dù đã được thử nghiệm tại nhà máy và cho hiệu quả tốt, nhưng với loạt sản xuất đầu tiên thì chúng ta vẫn chưa thể tính tới việc trang bị cho tất cả lực lượng bộ binh Việt Nam được. Và cũng giống như các loại vũ khí khác, chúng phải được thử nghiệm thực tế trên môi trường chiến đấu xem hiệu quả đến đâu. Và với mỗi loại địa hình thời tiết khác nhau sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Và quan trọng hơn là trải nghiệm thực tế của bộ đội ta với loại vũ khí mới này như thế nào là một điều không thể bỏ qua. Bởi vậy, 18 chiếc xe chiến đấu bộ binh XCB01 sau khi rời nhà máy Z189 sẽ được trang bị trong một số lực lượng bộ binh cơ giới nhất định để thử nghiệm trong quá trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Trong quá trình đó, những lỗi kỹ thuật hoặc là đặc điểm tính năng nào cần được thay đổi, nâng cấp sẽ được ghi nhận và gửi đến cho nhà máy. Như vậy, đợt sản xuất sau thì món hàng sẽ dần hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với điều kiện thực tế chiến đấu của quân đội ta. Đó mới là lúc ta sản xuất hàng loạt để biên chế cho lực lượng bộ binh Việt Nam. Nói thêm về chiếc xe chiến đấu bộ binh XB01, chúng được chế tạo dựa trên nguyên mẫu BMP-1 của Liên Xô và được giới thiệu lần đầu tiên tại cuộc diễn tập của quân đoàn 12. Và hiện nay thì việc sản xuất XCB01 được triển khai tại nhà máy đóng tàu Z189 thuộc sở hữu nhà nước, tọa lạc tại thành phố Hải Phòng. Sản phẩm của công ty này bao gồm tàu cao tốc, tàu phụ trợ và nhiều sản phẩm khác. Chắc là nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao một nhà máy chuyên đóng tàu như là Z189 lại được giao nhiệm vụ sản xuất xe chiến đấu bộ binh. Thực tế là ở nước ta hiện nay chưa có một nhà máy quốc phòng nào sản xuất các phương tiện cơ giới có kinh nghiệm về tích hợp hệ thống. Trong khi đó thì các nhà máy đóng tàu của ta như là Z189 thì đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tích hợp hệ thống phức tạp nhiều thành phần. Do đó giao cho họ lắp ráp tích hợp hệ thống của một tổ hợp vũ khí tinh vi phức tạp như xe chiến đấu bộ binh là điều hết sức hợp lý. Đồng thời nói về gia công cơ khí và sản xuất các tấm thép hiện nay thì các nhà máy đóng tàu của nước ta cũng có kinh nghiệm lâu năm trong việc chế tạo các khung vỏ thân tàu. Thế nên nhà máy Z189 mới được giao nhiệm vụ tham gia sản xuất xe chiến đấu bộ binh XCB01 cho quân đội. Ngoài Z189 thì nhà máy Z125 cũng là một thành viên tham gia vào việc tạo ra XCB01. Có khả năng Z125 chính là đơn vị sản xuất ra những khẩu pháo gắn trên xe chiến đấu bộ binh. Và đây là đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm.
Và đối với sản phẩm mới này của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, sau khi những hình ảnh xe chiến đấu bộ binh XCB-01 của Việt Nam xuất hiện, báo chí nước ngoài đã dành sự quan tâm rất sâu sắc. Theo trang Militanin đánh giá, nhìn bề ngoài, xe chiến đấu bộ binh của Việt Nam có phần cao hơn so với nguyên bản của Liên Xô. Và theo nhà nghiên cứu xe bọc thép Andriy Tarasenko, sự chênh lệch về chiều cao có thể lên đến 10 cm. Kích thước như vậy cho thấy khoang đổ bộ được mở rộng, điều này có thể sẽ làm tăng trọng lượng của phương tiện chiến đấu. Tuy nhiên, lại bù đắp được bằng các tấm chắn nổi khi vượt qua chướng ngại và dưới nước. Tháp pháo của XCB-01 được hàn và không giống như là BMP-1, có hình thập giác và nó được trang bị 6 ống phóng lựu để tạo màn khói, đi kèm với súng máy NSVT 12,7mm. Vũ khí chính của XCB-01 là pháo 73mm, tương tự như 2A28 Grom của Liên Xô. Nhưng trong tương lai, pháo tự động 30mm kiểu 2A42 rất có thể sẽ được cài đặt. Việt Nam là quốc gia đang sử dụng khá nhiều xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Liên Xô. Và theo trang Military Balance, tính đến năm 2024, có khoảng 15 chiếc thiết giáp loại này đang có trong biên chế. Bởi vậy, việc chúng ta nghiên cứu chế tạo loại xe chiến đấu bộ binh mới dựa trên thiết kế cũ của Liên Xô là điều dễ hiểu. Nhưng chiếc XCB-01 đang được sản xuất mới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với việc cơ giới hóa các quân đoàn cơ động mạnh thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Có thể thấy nền công nghiệp quốc phòng an ninh Việt Nam đang phát triển rất mạnh. Những năm qua, năng lực sản xuất sửa chữa các sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí, trang thiết bị quân sự, an ninh, nhất là đóng tàu quân sự, điện tử, viễn thông tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam, có sự tiến bộ vượt bậc. Theo đó, nhiều sản phẩm nghiên cứu phát triển đã được trang bị cho quân đội và công an Việt Nam. Tỷ lệ những trang bị vũ khí do Việt Nam tự sản xuất hay cải tiến ngày càng nhiều hơn, chứng tỏ sự độc lập, tự chủ, tự lực cánh sinh của Việt Nam trong những năm qua ngày càng phát triển và tiến bộ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng công khai vũ khí vì trong thế giới hiện nay không thông tin nào là bí mật hoàn toàn. Hơn nữa, việc sản xuất, mua sắm vũ khí trang bị của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, phù hợp với mục tiêu hòa bình, tự vệ, không đe dọa nước khác. Khả năng khai thác làm chủ vũ khí hiện đại của bộ đội ta cũng rất tốt. Đơn cử như vài năm trước, cán bộ chiến sĩ xe tăng Việt Nam đi thi Army Games sử dụng xe tăng thế hệ mới do Nga sản xuất nhưng đã xuất sắc xếp thứ nhì. Chúng ta phải hiểu rõ, tính năng kỹ, chiến thuật, thao tác rất giỏi thì mới đạt được kết quả đó. Việt Nam cũng tập trung bảo dưỡng, giữ tốt dùng bền vũ khí trang bị, khi cần là sẵn sàng sử dụng được ngay. Các xí nghiệp công nghiệp quốc phòng đã và đang tập trung cải tiến sản xuất một số vũ khí trang bị như vũ khí bộ binh, pháo binh, thông tin phù hợp với điều kiện Việt Nam. Bên cạnh đó, một số sản phẩm được Việt Nam xuất khẩu như là súng trường, vật tư, vật liệu quốc phòng, thuốc nổ cùng với những vũ khí công nghệ cao mà Việt Nam tự nghiên cứu sản xuất cũng đạt được kết quả nhất định. Việc chế tạo ra những món hàng made in Việt Nam như là xe chiến đấu bộ binh, XCB-01 sẽ không chỉ khẳng định được năng lực của Việt Nam, nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội, mà còn giúp giảm chi phí khi phải mua trang thiết bị nước ngoài rất nhiều. Từ đó, ngân sách quốc phòng Việt Nam vừa đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa phù hợp với khả năng đất nước, không trở thành gánh nặng của nền kinh tế. Các bạn thân mến, mới đây, thông tin Việt Nam sở hữu kho pháo kéo lên đến hàng ngàn chiếc đã được báo Mỹ đưa tin rộng rãi. Từ cảm giác ngạc nhiên lúc ban đầu, nhiều người bắt đầu chuyển sang trạng thái khó hiểu vì không biết lý do gì mà Việt Nam vẫn giữ lại những khẩu pháo thời Napoleon đó, trong khi thế giới đã có pháo tự hành hiện đại hàng đầu. Phải chăng Việt Nam đang tiếc của nên không muốn bỏ đi kho phế liệu ấy? Hay Việt Nam đang ấp ủ ý định gì đó đối với kho khẩu pháo này? Câu trả lời sẽ được chúng tôi giải đáp trong video số hôm nay. Mời các bạn theo dõi ngay và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày bạn nhé. Theo các nguồn tin uy tín cho biết, Việt Nam hiện đang sở hữu khoảng 2.200 pháo xe kéo các loại. Con số này giúp Việt Nam được xếp vào vị trí thứ 8 trên thế giới, thứ 6 châu Á và số 1 Đông Nam Á trong danh sách các nước sở hữu số lượng khẩu pháo kéo nhiều nhất hiện nay. Ngay cả một siêu cường vũ khí như Hoa Kỳ cũng phải ngậm ngùi xếp sau Việt Nam khi chỉ sở hữu được 1/2 số pháo kéo kể trên. Điều này cho thấy rằng truyền thông Mỹ không thể nào ngồi yên mà phải lên ngay một bài viết gây chú ý với tiêu đề Việt Nam có một kho pháo khổng lồ cùng nội dung như sau. Mặc dù có vô số lựa chọn về pháo kéo hạng nặng như pháo 155mm được sản xuất ở 18 quốc gia khác nhau, nhưng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã không mua sắm bất kỳ hệ thống mới nào trong 50 năm qua. Việc tránh né này là điều dễ hiểu khi lượng hàng tồn kho hiện tại của họ được đánh giá là rất nhiều.
Thời gian qua, nhờ sự hiện diện trực tuyến của các phương tiện truyền thông nước nhà, bao gồm cả hãng thông tấn của chính lực lượng vũ trang nước này, mà những tài liệu tham khảo hữu ích về quy mô của bộ sưu tập pháo binh xe kéo đã được hé lộ. Trong đó có ít nhất vài chục chiếc M-30 cổ điển của Liên Xô và M-101 do Mỹ sản xuất vẫn được Việt Nam cất giữ trong tình trạng hoàn hảo. Kể từ khi Bắc Việt nhận được sự hỗ trợ vật chất từ Liên Xô và phần còn lại của khối Cộng sản từ những năm 1950 trở đi, quân đội của họ đã thu thập mọi cỡ nòng có nguồn gốc từ Thế chiến II và hơn thế nữa. Ví dụ M-30 là loại pháo kéo 122mm được sản xuất hàng loạt từ năm 1938 trở đi và được sản xuất nó thậm chí còn được chuyển sang Trung Quốc, nơi hàng nghìn chiếc pháo kéo khác được tung ra khỏi các nhà máy quốc doanh. Mặc dù M-30 là một thiết kế đã 80 năm tuổi và đã lỗi thời, nhưng nó vẫn nổi tiếng vì được quân đội thường xuyên sử dụng trong mọi trường hợp. Kể từ Thế chiến II, thành tích chiến đấu của nó được trải dài cho đến khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ và gần đây là cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia vào năm 2020. Ngoài ra còn có các loại pháo cổ điển khác của Liên Xô được quân đội Việt Nam duy trì là D-20, D-30, D-74, M-46 và GS-3. Chúng được mở rộng ra một kho dự trữ pháo phòng không với cỡ nòng 14,5mm, 23mm, 37mm, 57mm và 100mm. Riêng các loại pháo tên lửa cũng được quân đội Việt Nam trang bị rất đa dạng, bao gồm cả bệ phóng di động BM-14 và BM-21. Tất nhiên, cho đến khi các mối quan hệ đi xuống vào cuối những năm 1970, Trung Quốc cũng đã cung cấp cho Bắc Việt đủ vũ khí và vật liệu nổ cỡ nòng lớn để duy trì nỗ lực chống lại Hoa Kỳ và Nam Việt Nam. Theo đó, một sự bổ sung gây tò mò cho kho pháo kéo vẫn đang được sử dụng là các loại pháo chống tăng ASU-85 và SU-100 đã lỗi thời, hoặc là các loại pháo giã chiến bánh xích vẫn đang hoạt động hoàn hảo. Ngoài ra, quân đội Việt Nam cũng lưu giữ một bộ sưu tập đáng kể các loại pháo kéo do Mỹ sản xuất, mặc dù pháo tự hành M-107 gắn pháo 175mm thu được sau năm 1975 được cho là đã ngừng hoạt động. Trong đó, loại pháo binh do Mỹ sản xuất đang nằm trong tay Việt Nam, bao gồm loại 105mm M-101 quen thuộc và loại 155mm M-114. Chúng đều được giới thiệu trong Thế chiến II. Các khẩu pháo này được sử dụng khắp châu Á, và giống như các sản phẩm của Liên Xô, chúng nổi tiếng vì đã có thể dùng được trong nhiều thập kỷ qua. Chẳng hạn như là lực lượng mặt đất của Hàn Quốc phụ thuộc vào hai loại pháo kéo ấy, đến mức mà họ đã cho sản xuất các biến thể trong nước như là KH-178, KH-179 để sử dụng và xuất khẩu ra nước ngoài. Quay trở lại trường hợp của Việt Nam, điều đáng lo ngại về chương trình dài hạn của nước này để duy trì kho dự trữ pháo kéo là họ có nhiều địa điểm được trang bị để đại tu và sửa chữa các mẫu mã đa dạng. Họ thậm chí còn có nhà máy sản xuất đạn dược riêng để duy trì chúng, nhưng vẫn chưa có chương trình rõ ràng nào được đưa ra để nâng cấp pháo nòng. Mặc dù rất khó để ước tính chính xác số lượng pháo kéo đang được Việt Nam sử dụng, nhưng nếu loại bỏ súng cối, súng trường không giật và bệ phóng tên lửa, thì số lượng pháo tồn kho có thể lên tới vài nghìn chiếc. Đứng trước một tin tức giật gân nêu trên, thay vì ngạc nhiên, ngưỡng mộ, nhiều cư dân mạng Trung Quốc tỏ thái độ vô cùng xem thường Việt Nam trên trang mạng Quora.com. Họ cho rằng ở thời đại này mà còn giữ cho mình kho pháo kéo từ thời Napoleon như thế, thì Việt Nam quả là lạc hậu quá sức tưởng tượng. Vậy mà còn đòi đánh đấm với Trung Quốc thì đánh bằng niềm tin à? Ấy thế nhưng, dưới cái nhìn của các chuyên gia quân sự hàng đầu, thì những bình luận kiểu đấy chẳng khác gì là ếch ngồi đáy giếng cả. Bởi vì mặc dù khẩu pháo xe kéo không thể nào hiện đại bằng pháo tự hành thật, nhưng nó lại sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội hơn cả, thứ được xem là tiên tiến hơn mình rất nhiều. Hơn thế nữa, việc duy trì kho khẩu pháo xe kéo đối với Việt Nam còn mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong công tác huấn luyện và triển khai chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra. Cụ thể như thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt đi phân tích ngay sau đây. Đầu tiên có thể nói rằng, khẩu pháo xe kéo có tính đa dạng và linh hoạt hơn rất nhiều so với pháo tự hành. Bởi vì pháo xe kéo gọn nhẹ nên có thể tham gia tác chiến nhanh chóng trong mọi địa hình khác nhau, từ bằng phẳng cho đến gồ ghề, từ đồng bằng cho đến vùng núi cao. Thậm chí mà có những khẩu pháo như D-30 và M-46 còn được dùng để phòng thủ bờ biển hiệu quả. Trong khi đó, pháo tự hành lại có thiết kế cồng kềnh và trọng lượng rất nặng. Nếu dùng pháo tự hành để đánh đấm ở những địa hình bình thường thì được, chứ nếu muốn triển khai tác chiến ở những nơi hiểm trở như đầm lầy hay vùng núi cao thì coi như thua. Vậy nên với một đất nước có 3/4 địa hình là đồi núi như Việt Nam thì pháo kéo vẫn là lựa chọn hoàn hảo nhất. Họa có kẻ điên mới đem của trời mà mang đi bỏ như thế. Nhất là khi một cường quốc quân sự hàng đầu như Nga vẫn đang tích cực sử dụng pháo kéo xe trong cuộc chiến khốc liệt, bên cạnh loại pháo tự hành được triển khai song song.
Tiếp đến, lý do thứ hai khiến Việt Nam nhất quyết giữ lấy cho mình kho pháo kéo cũ kỹ là vì chúng rất dễ sửa chữa và nâng cấp ngay khi cần với chi phí rất thấp. Con số này chỉ bằng một phần nhỏ so với khi bạn muốn lên đời các khẩu pháo tự hành của Đức hay là Mỹ hiện nay. Mà như chúng ta cũng biết, Việt Nam vẫn còn là một quốc gia đang phát triển, chứ chẳng giàu có gì cho cam. Vì vậy, pháo xe kéo được xem là một lựa chọn rất đỗi lý tưởng, giúp Việt Nam giảm thiểu gánh nặng cho ngân sách quốc phòng, cũng như tiết kiệm cho mình kha khá tiền bạc cho ngân sách quốc gia của mình. Nhưng đáng chú ý hơn là lý do thứ ba, các khẩu pháo xe kéo rất phù hợp với chiến lược tác chiến phi đối xứng của Việt Nam. Khi mà đất nước chúng ta phải đấu tay đôi với kẻ địch mạnh hơn mình gấp nhiều lần, minh chứng đã trong quá khứ, nó đã cho thấy rằng tính hiệu quả cao khi được triển khai trong các cuộc chiến tranh du kích của bộ đội Bắc Việt. Khi đó các khẩu pháo xe kéo được ngụy trang kỹ lưỡng và giấu khắp nơi trong rừng rậm. Ngay khi cần, chúng sẽ xuất hiện để bắn phá đối phương rồi rút đi nhanh chóng, khiến cho kẻ địch không biết đường đâu mà lần. Và cứ như thế, lính Mỹ chỉ biết đứng nhìn lực lượng của mình bị bắn tỉa từ từ trong sự bất lực khôn cùng. Thế còn về phía Bắc Việt, khẩu pháo xe kéo giúp cho lực lượng chiến đấu bảo toàn quân số hiệu quả, đồng thời duy trì được sức mạnh hỏa lực cho toàn đội để có thể tấn công tiêu diệt địch bất cứ khi nào cần. Và đây cũng chính là lý do thứ tư mà đến nay Việt Nam không bỏ đi kho đồ cũ của mình trước bao lời gièm pha. Bởi vì các khẩu pháo kéo mà Việt Nam nắm giữ trong tay có tầm bắn lên đến hàng chục km, đi kèm với đó là tốc độ bắn vài viên một phút giúp cho lực lượng chiến đấu có được sự hỗ trợ cần thiết trong trường hợp khẩn cấp mà không bị lệ thuộc vào một mũi tấn công duy nhất. Và sau tất cả, chúng ta không thể nào bỏ qua lý do thứ năm liên quan đến công tác đào tạo và huấn luyện lực lượng pháo binh Việt Nam. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng những loại pháo kéo của Việt Nam đã có từ thời kỳ Pháp chống Mỹ. Quân đội Việt Nam đã có một thời kỳ sử dụng khẩu pháo kéo xe kéo dài và nó được duy trì cho đến tận ngày hôm nay. Tất nhiên là trong suốt quá trình đó, Việt Nam cũng đã xây dựng được cho mình hệ thống vận hành, bảo dưỡng pháo kéo hoàn thiện. Hệ thống này vẫn đang được tiếp quản và triển khai hoạt động đến tận bây giờ bởi các lực lượng được phân công nhiệm vụ. Chính vì vậy, việc duy trì kho pháo xe kéo được xem như là cách để Việt Nam kế thừa kinh nghiệm tác chiến của thế hệ đi trước, đồng thời đẩy mạnh triển khai công tác đào tạo, huấn luyện cách bảo trì, vận hành và sử dụng loại vũ khí khí tài lợi hại này cho thế hệ đời sau. Nói tóm lại, không có loại vũ khí nào là cũ kỹ, là lạc hậu trong bối cảnh chiến tranh hiện nay cả. Chỉ cần chúng ta biết tận dụng chúng đúng cách, đúng lúc và đúng nơi, thì những khẩu pháo xe kéo vẫn mang đến sức công phá khủng khiếp, không thua gì những loại pháo tự hành hiện có. Chính vì vậy, những ai đang dè bỉu Việt Nam chỉ thích ôm hàng phế thải, thì hãy bơi vào đây xem ngay để mở mang tầm nhìn của bản thân nhé.